Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi tập thứ 14 chương trình tự học võ tại nhà hay là dạy võ trực tuyến qua mạng cũng vậy. Dạy võ trực tuyến qua mạng thì chúng tôi sẽ dạy trực tiếp, bây giờ đang live stream trực tiếp đây. Nếu mà có ai cần hỏi cái gì hay là cần bổ sung cái gì chúng ta cứ comment bình luận trong suốt quá trình chúng tôi live stream. Kể cả sau đó thì chúng ta cũng có thể hỏi thì chúng tôi sẽ vào để trả lời và đáp ứng các yêu cầu của quý vị và các bạn. Như những cái buổi tập trước chúng tôi đã nói, anh Hải cứ khởi động bình thường, em ký hiệu gì đó. Như những cái buổi tập trước chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ có các cái chương trình tập dành cho những người mới học, chưa từng học võ tập, hay là những người đã học sơ rồi tập theo. Đó, thì ai muốn tập theo chương trình này cũng được, mà ai thấy mình có kiến thức tốt rồi thì chúng ta có thể tập theo chương trình dạy võ cấp tốc. Chúng ta dạy từ đai trắng đến đai đen nhất đẳng, hay là chúng ta có thể tập theo các cái chương trình thi cụ thể chúng tôi dạy đó. Nếu mà ai muốn thi lên đai nào chúng ta sẽ tập thêm đai đó, xong đó thì liên hệ với chúng tôi qua Facebook hay là qua điện thoại, các cái số điện thoại chúng tôi để trên đó xem kiểm tra kỹ thuật. Bây giờ anh Hải sẽ khởi động và ôn lại một số kỹ thuật cơ bản. Sau đấy thì chúng tôi sẽ hướng dẫn. Đây, bây giờ nó mới thông báo này. Như vậy là nó có thông báo phát. Mình phát trước cái giờ đấy. Bây giờ nó để cái giờ nữa là bắt đầu. Thì bây giờ chúng tôi cái dự kiến của cái buổi tập thứ 14 này chúng ta sẽ tập bài Taikyoku Sandan. Còn những cái bài quyền khác thì đã được dạy, nhưng mà từ bây giờ đi nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ dạy kỹ hơn cho những người mới tập thì chúng ta có thể theo dõi được. Rồi anh Hải sẽ khởi động. Chúng ta nhớ là các cái buổi tập chúng ta phải tự khởi động cho kỹ, bởi vì chúng tôi không có nhiều thời gian để live stream cái phần khởi động, mà chúng ta sẽ tự khởi động lại. Trong quá trình tôi nói như này chúng ta có thể vừa nghe vừa khởi động. Chúng ta sẽ khởi động lại những cái nội dung mà chúng tôi đã dạy từ trước đến nay. Chúng ta khởi động càng kỹ thì lúc chúng ta tập càng hiệu quả, nó không đau, không mệt và không bị bong gân hay là bị các cái chấn thương. Chúng ta nên khởi động kỹ. Giờ sau khi anh Hải khởi động xong thì anh Hải sẽ ôn lại các kỹ thuật giống như một buổi tập mà chúng tôi đã từng dạy ở các câu lạc bộ võ thuật. Chúng ta sẽ khởi động theo anh Hải hoặc là chúng ta tự khởi động theo những cái buổi tập trước đây chúng tôi đã hướng dẫn. Đây là một số các sản sẽ phải là sau thời gian đi ra đây. Sẽ ôn lại thành đòn đỡ cao AGK. Và được chân ta tập mũi tim 5 lần. Và tôi sẽ thôi. Đây. Bây giờ chúng ta tập di chuyển trước luôn. Một. Rồi. Một. Chúng ta lùi sau. Một. Rồi. Một. Rồi. Tiếp tục cái đoạn này. Zakuzuki. À, kê. Zakuzuki. Một. Hai. Một. Rồi. Tiếp tục đúng. Ariake Zakuzuki. Rồi. Một. Rồi. Sẽ phải sau thời gian cả gedan-barai. Bây giờ chúng ta ôn lại còn nếu từ ngoài vào chúng ta đã tập nhé. Một. Lần trước luôn. Shuto udk. Lùi. Xong xong cái đó là chèn cái tiếp. Ta lùi. Off. On. Off. On. Turn. Good. Finish your thing down. On. Off. On. Turn. Lùi. Off. On. Off. Turn. Cái này đi quạt vào cái này sửa kiếm nó sẽ rất là ổn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bài quyền Taikyoku Sandan. Thì như tôi đã nói là các buổi tập huấn luyện viên người ta sẽ khởi động này, xong rồi ôn lại nội dung cũ, sau đó mới tập bài quyền mới. Tuy nhiên là tôi đang bận một số công việc nên tôi sẽ hướng dẫn trước, sau đó tí nữa thì anh Hải sẽ cho ôn lại các kỹ thuật cũ. Đầu tiên tôi sẽ đi nhẹ nhàng. Tiếp theo là cái thầy Nguyễn Viết Hòa sẽ hướng dẫn cho chúng ta bài quyền Taikyoku Sandan. Taikyoku Sandan. Bây giờ tôi sẽ đi mạnh hơn một tí, đi có lực hơn. Bây giờ thầy sẽ thực hiện khoảng 80% lực, đi nhanh, mạnh hơn. Đi luôn nhé, không nghiêm chào. Sẽ thực hiện luôn, không đọc tên bài quyền và không nghiêm chào nữa. Tôi sẽ đứng gần hơn để nói về cái bài quyền này. Bài quyền này sử dụng hai kỹ thuật: đỡ trong ra và đấm, và tấn kogutsuachi, yakutsuachi. Cái tấn này khi đỡ như này, và khi tiến lên đấm thì lại chuyển sang tấn yen. Đó, nên là chúng ta lên này, nên là cái tấn này nó thẳng này. Khi ta lên tấn yen này, đó, nó sẽ hơi lệch một tí này. Đấy nha. Đó. Tiếp theo chúng ta quay mặt về hướng này, gạt gedan-barai. Từ đây giống như các bài quyền Taikyoku khác, ta gạt. Xong rồi chúng ta tiến lên, ba đoạn đấm chudan konzoki, 2 3. Đây là vì nó gần máy quay và chúng ta lùi chân lại để chúng ta có thể theo dõi cho nó thuận tiện. Từ đây nhá, gạt này, 1 2 3. Xong rồi chúng ta tiến lên, đỡ trong ra, tiến lên đấm, đỡ trong ra, tiến lên đấm, quay về hướng này là gedan-barai, tiến lên 3 đòn đấm. Đòn thứ 3 hét lên, 1 2 3. Tiếp theo đỡ trong ra, cái chỗ này nó phải vững chắc này, đấm, đấm. Và kết thúc bài quyền, chúng ta phải nghiêm chào. Bây giờ tiếp theo anh Hưng, anh Hải sẽ lên phân thế cái bài quyền này luôn để chúng ta theo dõi cho nó thuận tiện. Đi nhẹ lại vài đòn khi tiểu nhân đã chắc phải lùi ra sau kia tí, không thì tí nữa là tiến lên sẽ bị đụng vào máy. Bunkai Taikyoku Sandan. Lùi thẳng bài quyền mà tự nhiên lại chạy sang một bên đấy. Hét lên nhá Hưng. Như vậy là chúng ta đã xem xong phần phân thế của bài quyền. Tiếp theo anh Hải sẽ hướng dẫn cùng với chúng ta ôn lại các cái kỹ thuật cũng như các cái bài quyền. Nếu có thời gian thì sẽ ôn lại các kỹ thuật. Giờ tôi sẽ hướng dẫn lại, chậm lại một lần nhé. Hướng dẫn bài Taikyoku Sandan chậm lại một lần cho các bạn xem nhé. Một, chân phải bước sang ngang tấn cô su đỡ ngư siêng kê đập trong lan trong đằng. Một, hai, tiến lên cho ta tấn gen chất 45 độ cho ta đồng đúng này, lùi 180 độ rồi nữa mà em hạ sẽ quá là mình sai từ để ta xem nó mình sai một lần cô su đỡ này em thấy trong lan mà thấp như thế mình sai tấn dội tấn từ hai lên đi trên đầu quay thẳng đánh mặt lên cả sáng hạ xuống bốc cao người lên sai cả tiếp tục 3 lần đầu 1 đầu thứ 3 chúng ta hết lên tiếp tục chúng ta quay sang ngang tấn cô su đỡ trong ra tấn cô su anh lôi một tí rồi đây nhanh cho bạn xem tập chậm thì những người làm nhanh đi chậm chậm hết cả bài luôn. Quay sang ngang đến cô số đỡ trong này rồi một rồi sẽ đi lại một lần nữa mạnh lên cơ. Trong quá trình tập quyền thì chúng ta sẽ lúc thì chúng ta đi chậm để chúng ta chỉnh sửa các kỹ thuật. Sau khi chỉnh sửa các kỹ thuật xong thì chúng ta 80% lực để chúng ta chỉnh nhịp của bài quyền. Đấy, cũng như là tập luyện cho thể lực của chúng ta được nâng lên. Trong quá trình tập luyện thì cứ tập một chút thì chúng ta lại được thả lỏng, chứ chúng ta không thể tập liên tu tì từ đầu đến cuối được. Lại lần nữa mạnh được cho bạn xem nhé. sẽ ôn lại một số đoạn tiếp nối. Xin lỗi. Bây giờ các bạn ôn lại một số kỹ thuật cũ. Chữ phải sau gedan gedan-barai. Kỹ thuật mae-geri trung đẳng đặt cho sau. Kỹ thuật đá mae-geri. Kỹ thuật đá bằng nhượng chân thẳng về phía trước. Mỗi chân các bạn tập 5 đến 10 lần. Sau đây các bạn đổi. Di chuyển trước, đặt chân trước, lần gen. Một. Rồi. Một. Ushiro từ sau. Đừng để Ushiro nó lùi. Ushiro đi. Một. Một. Chữ phải sau thì gen gedan-barai. Lisa Mai là chữ trước, đập thuận, Ozbi thì bằng thuận. Mae-geri, Yuki. Đá máy xong đã thực hiện thêm một lần đấm Yuki thuận. Ushiro. Nói thường xuyên là mình có biết tại sao có thể không đi đâu và không đi đâu mà. Chân phải sau cái gen cái đai này. Lưu sang chúng ta thực hiện làm đá kingari. Đặt chân ra sau. Mình sẽ đứng lên gần cho bạn xem. Để có thể sử dụng được một kỹ thuật thì chúng ta phải tập đi tập lại cả nghìn lần để tạo thành một cái bản năng của mình luôn. Là khi chúng ta đụng vào những cái tình huống như thế là tay chân của chúng ta lúc đó nó sẽ tự phản xạ để ra những cái cú đánh. Lúc đấy cái đầu của chúng ta không kịp để mà điều khiển đấy. Nên là chúng ta phải tập đi tập lại rất là nhiều lần, tạo thành cho nó quen. Khi các bạn chỉ cần phát hiện có người tấn công ở khu vực nào đó thì các bạn sẽ thực hiện được các cái đòn đỡ. Chân phải sau từ gedan gedan-barai. Lưu là kingeri là ổn đặt chân trước. Ôn lại đòn đá kingeri tiến về trước. Là tấn Gensu chi. Rồi sao không? Được rồi. Off. On. Off. On. Chưa. Được rồi sao không? Được rồi. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là xác lập lục võ đường có lượng võ sinh đông nhất Việt Nam. Đây là xác lập lục công ty dạy võ đầu tiên của Việt Nam. Đây là bằng khen là học trò của Võ Đường Ngọc Hòa. Ôn lại kỹ thuật đá yoko-geri. Ngồi nghỉ trên lưng bàn chân. Đây cũng là một cái cách để chúng ta luyện tập các cái lưng bàn chân, rồi ngồi nghỉ trên nhượng chân, rồi ngồi nghỉ trên cạnh chân. Đó thì đó cũng là cách để chúng ta rèn luyện cái phần lưng bàn chân này, phần cạnh chân hoặc phần nhượng chân cho nó cứng, cứng cáp. Anh Hải hướng dẫn ngồi nghỉ trên lưng bàn chân. Đấy, để ngồi nghỉ trên lưng bàn chân thì cho các bạn xem nhé. Bước chân lên, chân phải lên, thì chúng ta sẽ này. Đây là cú chào. Chào cái này là chào theo nghi thức của võ thuật, nên những ai học võ thì các bạn cũng nên biết cái này. Anh ngồi quay cây ngang thì sẽ nhìn thấy được cái lưng bàn chân. Anh ngồi thế thì chỉ thấy được gối thôi. Ngồi sang ngang đấy, bên nào cũng được. Đấy. Các bạn úp lưng bàn chân xuống, hai gót chân chạm sát nhau, hai mũi bàn chân chạm sát nhau. Đấy. Khi đứng lên sẽ không sao. Đứng đâu được. Đấy, thông thường thì trong mỗi buổi tập các huấn luyện viên sẽ cho chúng ta tập thêm các kỹ thuật bổ trợ cho thể lực, ví dụ như là chống đẩy, trụ chân, hoặc là đấy, hoặc là tập đứng lên ngồi xuống ở tấn shikoichi. Đấy thì đấy để bổ trợ lực thêm cho chân và tay. Như thế thì trong các đòn đánh của chúng ta thì nó sẽ mạnh mẽ hơn và các bộ tấn thì nó sẽ vững chắc hơn. Thì anh Hải cho tập trụ chân. Chân thì các bạn tập chân có thể tập đứng hai chân khép vào nhau và ngồi xuống đứng lên. Cũng một cách là các bạn co chân lên và đấy. Đấy. Cái này thì đòi hỏi là các bạn phải giữ thăng bằng tốt và chân phải vững. Hai tay lên, hai tay ra. Hai tay vào. Ban đầu thì các bạn chưa tập được như này thì các bạn có thể khép hai chân lại. Như Hải khép hai chân lại, hai tay dang ngang, ngồi xuống khép hai tay về trước. 1 2 lên, 1 2 1 2 1 2. Đấy, các bạn cứ tập như này khoảng 20 lần rồi các bạn sẽ thấy sự khác biệt với đôi chân của mình, các bạn sẽ cảm giác nó vững vàng hơn. Đấy, sau khi bạn tập được rồi thì các bạn có thể tập trụ một chân như anh Hải vừa hướng dẫn ban đầu ấy, tập trụ một chân, có một chân lên rồi một chân đứng trụ, ngồi xuống đứng lên, thì đây là cách trụ một chân. Như thế thì mới tập với các bạn cứ tập mỗi một chân 5 lần. Đấy. Sau đấy đổi chân. Lên sang. Xong đổi chân và cũng lặp lại 5 lần. Như thế sau đấy các bạn sẽ nâng con số lên dần, ví dụ lên 6, lên 7, lên 10, 15, 20. Thì đó là cái cách tập luyện bổ trợ thể lực cho chân. Rồi, cách chống đẩy thì để luyện tập bổ trợ kỹ thuật cho tay. Chưa quen thì các bạn có thể chống bằng hai lòng bàn tay, tất cả các ngón tay khép lại, hướng thẳng về phía trước. Hai tay rộng bằng vai của mình. Khi chống thì toàn thân của bạn nó sẽ trên một đường thẳng, đầu, bụng, mông, chân. Đấy, các bạn không được thòng cái bụng xuống. Thòng cái bụng xuống thì nó sẽ là sai. Đấy, nó sẽ cố gắng thẳng. Hai chân sau các bạn chống bằng nhượng chân. Khi chống xuống thì các bạn vuông góc. Đấy. Xuống thì bạn hít vào, lên thì bạn thở ra. Đấy. Sau khi quen thì các bạn có thể chuyển sang thành nắm đấm. Nắm đấm để luyện tập cho hai cái chấu tay của bạn nó cứng cáp hơn, để khi đánh nó sẽ có sức công phá lớn hơn. Các bạn để ý là khi chống nắm đấm này thì hai chấu tay lớn chống xuống, còn hai chấu tay bé nghiêng lên. Anh Hải chống chuẩn chưa phải đẩy đâu, chống không thôi, chống không thôi. Đấy, hai chấu lớn cắm xuống đất, hai chấu bé các bạn nghiêng hở để hở, có nghĩa là chỉ cho hai thằng lớn hoạt động thôi. Đó, khi chống xuống thì bạn để vuông góc rồi sau đấy các bạn đẩy lên. Đó là cái cách chống đẩy. Chống đẩy cũng như trụ chân thì các bạn mới tập thì các bạn cứ tập 5 cái. Các bạn tăng lên dần, 5 rồi 10, 15, 20. Đó là cái cách tập luyện thể lực để bổ trợ cái kỹ thuật cho tay và chân. Vừa rồi chúng ta tống sang ngang cái gì, tống cái trước, đá cái trước, yoko-geri. Kỹ thuật đá yoko-geri lên trước. Đá xong thì bạn giật chân về và bạn đặt chân ra sau ở tấn giang suichi. Cò lên, cò lên. Ôn luyện tất cả các cái kỹ thuật, mỗi một ngày các bạn không đủ thời gian để ôn hết tất cả kỹ thuật thì các bạn chia ra, các bạn sắp xếp. Ví dụ hôm nay các bạn ôn lại kỹ thuật đá mae, kỹ thuật đá yoko-geri, thì buổi hôm sau các bạn đá kỹ thuật kin-geri. Đấy, thì các bạn phải biết phân ra như thế để các bạn đánh. Hoặc là hôm nay các bạn có thể ôn lại kỹ thuật gạt gedan-barai, kỹ thuật đỡ ngoài vào shuto deke. Đấy, thì như vậy thì các bạn cứ ôn luyện Tập mỗi kỹ thuật, cứ hôm nay thì các bạn tập 10 lần thì ngày mai các bạn tăng lên 15 lần. Đấy, cứ tăng lên mỗi ngày. Như vậy thì cơ thể của bạn nó cũng sẽ thích nghi được và thể lực của bạn sẽ tăng lên hàng ngày. Một số giải thưởng của Võ Đường Ngọc Hòa, các bạn quan sát nhãn hiệu Võ Đường nổi tiếng quốc gia, cúp thương hiệu mạnh và phát triển bền vững. Đây, chứng nhận trọng tài cấp quốc gia. Có làm gì đấy Hải? Phải sau thời gian ghế đăng ra. Ghế trước là ghế đăng ra. Nhẹ nhàng, ôm lại. Trong quá trình tập luyện thì để tạo độ bật cho chân thì các bạn cũng có thể đứng tại chỗ để các bạn bật cao hoặc là chạy nâng gối. Đấy, thì đấy là những kỹ thuật mà bổ trợ trong mỗi buổi tập, các huấn luyện viên sẽ cho các bạn tập xen kẽ với nhau. Đấy, tập xen kẽ để chúng ta nâng cái thể lực của mình lên. Off. On. Off. On. Off. On. Off. On. Off. On. Off. Turn. I know. Off. On. Off. On. Off. On. Off. On. Đây, Phản Sở Nam, Shigoichi chuyển sang gen là Off On Off On Off On Off On Off On Off On I know Off On Off On thải sẵn ngang trôi tấn. Chuyển đất ra gedan, xém ngang lên. Chương trình buổi tập thì như vậy là buổi tập thứ 14 của chúng ta đến đây. Bây giờ thì phần cuối là phần thả lỏng. Thì anh Hải thả lỏng. Mỗi buổi tập thì chúng ta sau khi mỗi buổi tập chúng ta thường được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là phần khởi động. Khởi động nghĩa là chúng ta làm cho cơ thể của chúng ta nóng lên và các cái khớp xương được bôi trơn. Đấy phần khởi động. Đấy, sau khi khởi động xong thì chúng ta vào phần tập chính thức. Đó là cái phần chính của mỗi buổi tập. Và phần tập chính thì chúng ta ôn lại tất cả các kỹ thuật và cũ và tập kỹ thuật mới. Sau khi vận động thì cơ thể của chúng ta mệt mỏi. Đấy, sau đấy thì cái phần cuối cùng là phần thả lỏng. Thả lỏng là gì? Là để cho cái cơ thể của bạn trở về cái trạng thái ban đầu, là lúc nó mới vào. Đấy, sau khi trở về trạng thái ban đầu ổn rồi thì lúc đấy chúng ta mới ra về. Chúng ta không phải là nghỉ lại là chúng ta về luôn, không thả lỏng nó không được. Đấy là 3 phần chính, 3 phần trong mỗi buổi tập thì các bạn lưu ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Chúc quý vị và các bạn luyện tập thành công. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái buổi tập tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.